Cô Thành chào tất cả các con. Vào buổi học hôm trước, chúng ta đã tìm hiểu về từ ghép và từ lấy. Hôm nay cô và các con sẽ cùng tìm hiểu về một loại từ nữa ở lớp 7 nhé. Các con sẽ cùng quan sát ví dụ sau đây. Từ nó chỉ đối tượng nào được nhắc đến trong đoạn văn? Khi đọc đoạn văn, con sẽ thấy những câu văn trước đó sẽ cho chúng ta biết từ nó mà cô in đậm đang chỉ ai. Chỉ có mặt mèo là không thay đổi, lúc nào cũng lem nhem, bị tôi quát thì xịu xuống, miệng rầu ra. Tôi từng thấy nó rất ngộ với vẻ mặt ấy. Từ nó ở đây các con sẽ đoán được ra ngay, đó là mèo, hay nói cách khác là Kiều Phương, em gái của nhân vật tôi. Từ nó thay thế cho mèo ở câu trước, chính vì thế cô gọi nó là đại từ. Vậy đại từ là những từ như thế nào? Nó gồm những loại gì và chức năng ngữ pháp của nó ra sao? Mình sẽ vào bài ngày hôm nay nhé. Trong bài đại từ này, các con sẽ học về khái niệm đại từ, các loại đại từ và cùng cô luyện tập một số bài tập cơ bản. Đầu tiên, để phát hiện thế nào là đại từ thì các con sẽ cùng nghiên cứu những ví dụ sau. Trong từng ví dụ này, các con sẽ chú ý vào từ in đậm. Từ in đậm dùng để chỏ ai, chỏ cái gì hay là để hỏi, và chức vụ ngữ pháp của nó trong câu là gì. Khi nhắc đến chức vụ ngữ pháp, tức là chúng ta sẽ xác định xem từ đó sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ, vị ngữ hoặc những thành phần phụ của câu, ví dụ như phụ ngữ của cụm danh từ, phụ ngữ của cụm động từ hay phụ ngữ của cụm tính từ. Và chúng ta cùng xét ví dụ A. Gia đình tôi khá giả, anh em tôi rất thương nhau. Phải nói em tôi rất ngoan, nó lại khéo tay nữa. Vậy khi đọc lên chúng ta sẽ xác định ngay được từ nó là dùng để chỏ ai. Câu trước đã xuất hiện là em tôi rất ngoan, đúng không nhỉ? Nó ở đây chính là thay thế cho em tôi. Và ở trong câu thì từ nó đóng vai trò gì? Nó lại khéo tay nữa. Mình sẽ dễ dàng xác định ngay nó là chủ ngữ, lại khéo tay nữa là vị ngữ. Vậy qua ví dụ A, chúng ta đã rút ra điểm đại từ có thể dùng để chỏ người và nó có thể đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. Ví dụ B. Chợt con gà trống ở phía sau bếp nổi gáy. Tôi biết đó là con gà của anh Bốn Linh, tiếng nó rõng rạc nhất xóm. Cùng là từ nó, nhưng mà nó ở trong câu B, nó lại không chỉ em tôi giống như từ nó trong câu A nữa, mà nó ở đây chỉ con gà của anh Bốn Linh. Như vậy một đặc điểm của đại từ, đấy là nó chỏ cái gì thì phải gắn với ngữ cảnh trực tiếp của câu đấy, ngữ cảnh trực tiếp của văn bản đấy. Từ nó ở đây có đóng vai trò làm chủ ngữ nữa không? Thì câu trả lời là không. Có bạn nói là tiếng nó rõng rạc nhất xóm thì nó cũng đóng vai trò làm chủ ngữ. Thế nhưng nó ở đây bổ sung cho danh từ tiếng. Vậy thì từ nó sẽ đóng vai trò là phụ ngữ của cụm danh từ. Lại thêm một chức vụ ngữ pháp nữa của đại từ đúng không nào? Câu C nhé. Mẹ tôi giọng khàn đặc từ trong màn nói vọng ra. Thôi hai đứa liệu mà đem chia đồ chơi ra đi. Vừa nghe thấy thế, em tôi bất giác run lên bần bật. Kinh hoàng đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Từ thế ở trong câu mà cô in đậm, nó thay thế cho ai hay cho cái gì? Câu trả lời là không phải thay thế cho người hay cho sự vật, mà là thay thế cho một hoạt động. Thấy thế tức là thấy mẹ bắt hai đứa đem chia đồ chơi. Vậy thì đại từ còn có thêm một chức năng, đó là nó còn dùng để trò hoạt động. Và từ thế này nó bổ sung ý nghĩa cho động từ thấy ở phía trước. Vì vậy nó đóng vai trò ngữ pháp là phụ ngữ của cụm động từ. Ví dụ cuối cùng. Ai làm cho bể kia đầy, cho ao kia cạn, cho gầy cò con. Từ ai trong câu D không dùng để chỏ nữa. Chúng ta cũng không thấy có những câu văn đằng trước để xem nó thay thế cho cái gì. Và các con chú ý, câu này là một câu hỏi. Đây là một câu ca dao của những người nông dân thấp cổ bé họng trong xã hội cũ. Họ thường phải chịu những cảnh nghèo khổ, khốn cùng, đến nỗi cuộc đời không có lối thoát. Và trong những cảnh tuyệt vọng đó thì những người nông dân đã thốt lên câu ca.
Ai làm cho bể kia đầy, cho ao kia cạn, cho gầy có con? Vậy thì từ ai ở đây đóng vai trò là một từ để hỏi. Đó. Chúng ta cùng quan sát bốn ví dụ A, B, C, D và các con sẽ rút ra được đặc điểm của đại từ. Rõ ràng, đại từ dùng để trỏ người, đại từ dùng để trỏ vật, đại từ dùng để trỏ hoạt động và đại từ có chức năng để hỏi nữa. Trước vụ ngữ pháp trong câu thì đại từ có thể đảm nhiệm là chủ ngữ, là phụ ngữ, là phụ ngữ, là chủ ngữ. Vậy thì cô Thành sẽ tổng hợp lại kiến thức về đại từ như sau. Các con sẽ ghi nhớ đại từ là những từ dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động hay là tính chất. Thế nhưng cái người, sự vật, hoạt động, tính chất này nó được nhắc đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói. Và chức năng thứ hai của đại từ đó là nó dùng để hỏi. Những từ như là ai, sao, bao nhiêu mà chúng ta vẫn dùng để tạo lập câu hỏi, nó chính là đại từ đấy các con. Và vai trò ngữ pháp trong câu, đại từ có thể sắm rất nhiều vai trò. Nó có thể làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu giống như hai ví dụ sau. Nó lại khéo tay nữa, người học giỏi nhất lớp là nó. Câu trên, nó đóng vai trò chủ ngữ. Câu dưới, nó đóng vai trò là vị ngữ. Thứ hai, nó là phụ ngữ của cụm danh từ, giống như trong câu tiếng nó dõng dạc nhất xóm. Đây là một cụm danh từ và nó là phụ ngữ. Câu thấy vậy là một cụm động từ và vậy bổ sung cho động từ thấy. Mẹ tôi cũng đẹp vậy, à vậy bổ sung cho tính từ đẹp, nó là phụ ngữ của cụm tính từ. Các con đã hiểu chưa nào? Và qua đây các con cũng có thể nhận biết rất rõ hai loại đại từ, đó là đại từ dùng để trỏ và đại từ dùng để hỏi. Chúng ta hãy bước vào một số ví dụ sau. Các con thử tìm đại từ trong câu, cho biết tác dụng và vai trò ngữ pháp của nó nhé. Đầu tiên, đồ chơi của chúng tôi cũng chẳng có nhiều. Đặt câu A lên, các con sẽ thấy có một đại từ dùng để xưng hô, chỉ người nói ở ngôi thứ nhất, đó là chúng tôi. Và chúng tôi này bổ sung ý nghĩa cho danh từ phía trước, đó là đồ chơi. Như vậy nó đóng vai trò làm phụ ngữ của cụm danh từ. Ở câu B, họ muốn cam kết rằng không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên dành cho giáo dục. Thì có một từ dùng để xưng hô ở ngôi thứ ba, đó chính là họ, và đóng vai trò làm chủ ngữ. Câu C, hôm qua người về muộn nhất lớp là tôi. Ở đây có một đại từ xưng hô ngôi thứ nhất, đó chính là tôi, đóng vai trò làm vị ngữ của câu. Câu D, tôi lấy giấy bút ra hí hoáy vẽ, Hà cũng bắt chước làm vậy. Câu D này sẽ có hai đại từ đấy. Đầu tiên là đại từ dùng để thay thế cho hoạt động phía trước, đó là vậy. Tôi lấy giấy bút ra hí hoáy vẽ. Và để câu này nó không bị lặp thì người ta đã không nói rằng Hà cũng lấy giấy bút ra hí hoáy vẽ, mà đại từ đã được sử dụng để thay thế cho hoạt động này. Hà cũng bắt chước làm vậy. Và từ vậy này bổ sung ý nghĩa cho động từ là. Đại từ thứ hai trong câu là tôi. Đây là đại từ dùng để xưng hô ở ngôi thứ nhất. Câu E, ai là người dũng cảm nhất? Câu E này không có đại từ để trỏ nữa rồi, mà nó là một đại từ để hỏi. Chúng ta sang hai La Mã, các loại đại từ. Thì cô làm cụ thể hơn, trong đại từ để trỏ thì các con sẽ có đại từ dùng để trỏ người, trỏ sự vật. Ví dụ tôi, tao, chúng tôi, chúng mày, họ, nó. Đại từ dùng để trỏ số lượng, bấy, bấy nhiêu. Đại từ trỏ hoạt động tính chất, đó là vậy, thế. Ngoài ra, chúng ta có một số đại từ, ngôi số ít và ngôi số nhiều thường dùng. Cô muốn lưu ý các con. Số ít ngôi thứ nhất chúng ta có tôi, số nhiều chúng tôi. Số ít ngôi hai, mày, số nhiều chúng mày. Số ít ngôi ba, nó, hắn, số nhiều chúng nó hoặc là họ. Thứ hai là các đại từ dùng để hỏi. Thì các con sẽ thấy sẽ có đại từ dùng để hỏi về người, sự vật, đại từ hỏi về số lượng và đại từ hỏi về động tính chất. Ai, gì, đó là hỏi về người và sự vật. Bao nhiêu hoặc là mấy, đó là đại từ hỏi về số lượng. Hỏi về hoạt động tính chất, chúng ta có từ sao, từ thế nào. Một số ví dụ để các con khắc sâu thêm về bài này nhé. Hãy tìm đại từ trong câu và cho biết nó thuộc loại nào, tức là để trỏ hoặc là để hỏi, và vai trò ngữ pháp trong câu của nó là gì. Sinh nhật của chúng tôi trùng nhau. Các con sẽ dễ dàng xác định được đại từ ngôi thứ nhất trong này là chúng tôi. Và
vai trò ngữ pháp của nó chính là phụ ngữ của cụm danh từ. Đây. Tiếp, ví dụ tiếp theo. Anh ấy làm sao? Các bạn nói rằng ấy là một đại từ thì câu trả lời của cô là không phải đâu. Ấy nó là chỉ từ mà các con sẽ được học ở lớp 8 đấy. Đại từ trong câu này là sao. Sao là đại từ dùng để hỏi và nó bổ sung ý nghĩa cho động từ phía trước. Nó chính là phụ ngữ của cụm động từ và nó chính là một đại từ để hỏi. Thì các con sẽ ghi nhớ kiến thức về đại từ để chúng ta bước vào tiết luyện tập nhé. Hẹn gặp lại các con vào tiết chữa bài tập.